Anh em chú ý nha, kích về menu và sau đó thì nó có cái reel ở góc trái, sau đó thì ở góc phải ấy, nó có cái hình logo của mình ấy. Anh em ấn vào cái logo đấy nhá. Sau đó thì anh em sẽ ấn vào tạo thước phim. Tạo thước phim ở dưới ấy, có cái hình camera ấy. Ấn vào tạo thước phim, sau đó thì anh em sẽ chọn cái video mà anh em muốn đăng lên. Đó, sau đó thì anh em có chữ âm thanh chữ kìa, thì anh em đánh chữ vào, sau đó thì ghi số điện thoại của anh em vào nhá. Ghi số điện thoại của anh em vào này, đấy, ghi đầy đủ hết số điện thoại của anh em vào rồi thì anh chị em sẽ căn chỉnh kéo to kéo nhỏ. Và sau đó thì sẽ để vào cái góc hình hoặc cái khung nào mà nó không bị che những cái sản phẩm của mình. Đó, không bị che sản phẩm của mình rồi, sau đó thì anh em sẽ đăng lên bình thường thôi là được. Đó, zoom lại, để vào cái góc nào mà nó không bị che sản phẩm của mình ấy, để nhỏ nhỏ thôi. Đó, sau đó thì anh chị em đăng lên là được. Viết mô tả nó vào, mô tả mình bán cái gì thì sẽ mô tả cái đó. Sau đó thì ấn thăng, sau đó thì ấn cái tên sản phẩm của mình vào đấy. Viết liền là được anh chị em nhé. Cái thăng mục đích của nó là để khi người ta xem những cái sản phẩm tiếp theo thì bên của mình có cái tên sản phẩm đấy thì nó sẽ gợi mở cho. Cái thăng này thì anh chị em nhớ là tìm thật nhiều cái từ khóa nhé. Tìm thật nhiều cái từ khóa liên quan đến cái sản phẩm mình để cho vào nhé. Ở đây em hướng dẫn thì em cho một cái thôi. Đó, viết xong như thế thì anh chị em cách ra xong rồi cho thêm cái tên tiếp vào là được. Sau đó thì anh chị em đăng lên là xong. Đấy, cái review nó chỉ có thế thôi. Và đây là tác phẩm mà các anh chị em đã đăng xong thì nó lên hình thì nó sẽ như vậy. Cao cửa rộng, con rể ở. Tiền gửi ngân hàng, cháu ngoại điêu. Không để được con gái, đời không để lên. Bây giờ tiếp đến là cái tin tức. Chị em ấn vào ngôi nhà và ấn vào phần tin tức nha. Sau đó thì nó sẽ hiển thị cái chỗ tạo tin. Và sau đó thì anh chị em sẽ ấn vào cái video của anh chị em cần đăng. Và sau đó thì anh chị em ghi số điện thoại vào thêm cũng được, hoặc là ấn đăng luôn cũng được. Đó, ví dụ như này này sẽ chọn. Đấy, sau đó thì anh chị em đăng luôn. Đó, đăng luôn như thế thì nó sẽ lên như vậy luôn là xong. Phần tin tức thì nó đơn giản lắm. Tiếp đến là đăng bài thông thường thì anh chị em kích vào cái trang chủ hình ngôi nhà. Sau đó thì có phần trên là phần bạn đang nghĩ gì. Đấy, và sau đó thì anh em chị em sẽ chọn hình ảnh hay video hay là đăng về thu hút thăm dò tìm kiếm. Đấy, thông thường thì mình sẽ đăng hình ảnh và video. Đấy, nó sẽ hiển thị ra cái hình ảnh của mình, cái video của mình thì anh chị em chọn lại những cái bộ hình ảnh hoặc là những cái video nào mình thấy hay nhất. Đấy, sau đó thì mình sẽ đăng lên. Đấy, anh chị em đăng lên được rồi thì anh chị em sẽ viết nội dung vào. Như ở đây thì em đã viết nội dung trước rồi, thì anh chị em chú ý nhé, viết nội dung tiêu đề to, chữ rõ ràng và có các cái hình icon nó mạch lạc như thế này. Đó, để cho khách hàng nó xem nó cũng thấy vui mắt và nó cũng có điểm nhấn. Đấy, số điện thoại, địa chỉ anh em có đầy đủ nhá. Anh chị em có cảm xúc gì thì cho thêm cảm xúc của nó vào là được. Sau đó thì ấn nút đăng là ok anh chị em nhé.